kết thúc ở Điện Biên, ngày 14 chia tay Điện Biên về Sơn La, và buổi tối nhận nhà nghỉ và ăn tối ở Sơn La. Em giờ đang trên đường đi Điện Biên. Sáng ngày hôm sau thì chúng ta là tổ chức ăn sáng và thăm nhà tù Sơn La, bảo tàng Sơn La và cây đào tô hiệu. Kết thúc buổi sáng chúng ta ăn trưa ở Sơn La và bắt đầu là đi về Mộc Châu. Thế ở Sơn La thì chúng tôi đã có liên lạc với lại em đồng chí tiểu đoàn trưởng ở với tôi là từ năm 81. Thế nên là cái việc đó đã sắp xếp xong. Thì về đó là anh em chúng ta nhận phòng ăn nghỉ, và kết thúc ở là buổi sáng này là 11 là chúng ta ở Sơn La. Sau đó buổi chiều đi Mộc Châu. Về Mộc Châu thì đã có cái địa điểm chúng tôi đã kết nối với con trai của đồng chí tiểu đoàn trưởng trước ở với tôi, thì bố trí về Mộc Châu ăn nghỉ ở Mộc Châu buổi tối. Đến sáng ngày hôm sau chúng ta đi thăm đồi chè Trái Tim vào thung Lũng Mận, ai thích ăn quả nào thì hái quả ấy thôi. Thế sau đó rồi chúng ta về thăm cầu Kính và quay về ăn cơm trưa, chúng ta kết thúc chuyến đi và xuôi về Hải Phòng. Đấy, báo cáo anh em là toàn bộ chuyến đi như vậy. Nếu còn quá trình tổ chức đi và xin mời căn cứ là có 3 cặp đôi, vợ chồng hai đứa chị có 3 cặp đôi, chúng tôi bố trí là 3 cặp đôi 3 phòng riêng. Còn lại thì chúng ta là đi tour đoàn ghép, còn lại là 11 đồng chí nữ, 11 đồng chí nữ, và lại còn lại số nam 33 đồng chí nam nữa. Chúng ta là các đoàn chúng ta có thể ghép với nhau hoặc có thể nhả người thì chúng ta ghép để cho nó hợp lý. Để thông báo các anh chuyến đi lịch trình như thế, mà chúng ta vui vẻ làm theo đi là vui vẻ đoàn kết thống nhất cao. Trên cơ sở để chúng ta vừa là khi đã rời khỏi vị trí nào ấy, mà lên xe là đề nghị là các cái ghế bên cạnh chúng ta kiểm tra người để chúng ta tổ chức cho nó chặt chẽ. Thế là đề nghị với các anh là như thế. Thế còn riêng cái quá trình, trong quá trình tổ chức thì chúng ta có hai cái vấn đề. Một là đề nghị với tất cả thành viên công chí là quân đội là nên mặc trang phục quân đội và có thẻ cựu chiến binh thì chúng ta được miễn vé vào tham quan. Còn lại mà không có thẻ cựu chiến binh là phải mua vé tham quan. Đấy, để các đồng chí nắm được cái tinh thần như thế, chúng ta quá trình tổ chức nên cầu Kính thì các đồng chí cựu chiến binh là được miễn 1/3 tổng 600 tiền đi cầu Kính, miễn 200 còn 400. Đấy, thì là riêng với cái kế hoạch chúng ta đi đoàn toàn bộ như vậy. Khi ở Mộc Châu thì có thể là chúng ta đến đó để dừng để mua quà, mua sữa Mộc Châu cái nào đó thì cái buổi tối. Thì riêng ở tối Sơn La thì về đấy chúng ta có thể là tự là karaoke hoặc là đi là thăm cảnh. Và về Mộc Châu cũng có một cái đêm thế, nhưng Mộc Châu thì chúng tôi là đã xếp một cái chương trình để tổ chức là sau khi ăn cơm về Mộc Châu sẽ giao lưu một buổi văn nghệ với đây chỗ như là văn hóa ở Mộc Châu cái buổi tối đấy, để cho đoàn chúng ta nắm được cái lịch trình. Thế đề nghị là anh em ta là thống nhất với nhau đi là phải tập trung vào trên cơ sở đoàn kết thống nhất. Nếu còn trên đi ấy, thì chúng tôi đã nhiều lần, vì thực ra là đi với các cô các bác anh chị em chúng ta ở đây thì có thể là tôi đi gần chục lần Điện Biên rồi, nhưng mà đi với người chỉ huy là cũng vì đồng đội, vì anh em thôi, chứ nếu mà nghĩ ngắn thì cũng chỉ nghĩ mình thôi. Thế nên là riêng cái việc lên trên kia kết nối thì anh em tôi cũng có bàn đi tính lại, cũng như đồng chí Minh có bàn liên lạc, nhưng đồng chí Minh cũng không đi được, thì anh em tôi có là mua tí quà cũng lên đấy rồi để giao lưu với người ta. Không có lên thì người ta có mời mình tí tiền cuối cùng là mình đến lên tay không thì nó vô duyên. Đấy, báo cáo với đoàn là việc tính toán và tổ chức như thế là chúng tôi báo cáo là còn quá trình đi cụ thể như thế nào, quyết toán cuối cùng thì đoàn sẽ thông báo minh bạch tài chính trên xe, không có gì hoàn phúc cả. Anh em bộ đội tôi là đặc biệt đi cái đâu là phải minh bạch cái đấy, làm quan điểm rất rõ ràng. Đấy thì báo cáo với tất cả anh em đồng đội giờ là các cô các bác này như thế để chúng ta nắm được. Anh hết chưa? Rồi. Thank you.
Thank you.
trước cả đường Vin rồi đấy. Trước cửa ông Vin này. Mình trước cửa đường Vin, chú gọi điện thoại đứng trước cửa Vin đi. Nhà thẻ tha du lịch điện biên đúng không? Đây là đến chỗ ở đây là Vin không em? Vin không bật ra đây. Vin không bật ra đâu. Thank you.
thì hơi mệt.